quân con của ma hương hoa thảo.
con giỏi ba ba qua bác Thảo kể cái gì con ra thôi. Chị là để ăn Thảo này, bác lại hộp sữa chua ra cho em. À, lúc sáng sớm mai bác ở cái nhà ở đây lần xe máy chất cứu thương chất hơi xe hơi con tàu xe cứu hỏa xe taxi. Máy tìm hiểu về các loại. Bạn nghe không rõ hai từ sau. Sáng 3 giờ quét nhà này. Bà đặt cho cái bố rồi đúng không bố mà. Bà nói mẹ làm gì một ngày cho em này. Là em anh hỏi quen tổ của em quên nhỉ. Tại vì biết chứ sáng bố em cũng sẽ nhỉ. Mà hồi nhỏ các bạn đi trẻ với ba các bạn cũng sáng dậy đi mua cũng hoặc là khi mua đến ba mẹ các bạn đưa đến nhà là đưa đến nhà cô là cô cũng sẽ hỏi là sáng mai ra chưa để biết. Nhìn là ba biết rồi. Quân ngoan giỏi. Tung quân ngoan giỏi. Bác khỏe xong rồi. Tiếp qua trình chiếu.
ta cha ta đi. Hình thoi rồi đấy. Hình thoi, hình thang. Lỗi là sai. Đúng quân ngoan giỏi con của ba Hưng. Này. Ê.
Nhặt vượt đi con. Không sao, không sao.
Quân ngoan ngoãn. Con của ba Hưng. Quân ngoan ngoãn. Con của ba Hưng. Con giỏi con ngoan. Cho ba Hưng phạt. Ba phải xử phạt. Cho thật nghiêm minh. Khi con làm sai để con phải biết. Rồi con sẽ nhớ và sẽ không quên học hỏi mỗi ngày. Là con không phá. Đúng rồi nha. Con sống nữa nè. Một ngày một tỷ hà quân lại là ba vo luôn.
cho cháu được 1 tỷ nữa đấy bà, cho em ăn. Chị mà dây dây rồi Trung Quân ngoan ngoãn, con của ba Hưng nè, chuẩn bị à.